Và một trong những cái phương pháp giúp cho anh chị em mình gia tăng được doanh số đó chính là phương pháp upsell. Có lẽ là anh chị em nào cũng đã từng nghe cái từ upsell rồi đúng không? Và chúng ta cũng rất mong muốn là có thể upsell với khách hàng. Và tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà các bạn upsell hoặc là cái tỷ lệ thành công khi upsell nó cũng không được cao. Nên là chúng ta cần phải làm gì để mà có thể upsell được thành công và có thể từ đó gia tăng được cái doanh số cho quầy thuốc hay là nhà thuốc của mình. Kể cả những bạn là chưa có là chủ nhà thuốc, chúng ta chỉ là bán hàng thôi. Nhưng tuy nhiên thì đối với bản thân chúng ta thì chúng ta cũng vẫn mong muốn là khách hàng có thể nhận được nhiều những giá trị từ chúng ta. Và chúng ta cũng rất mong muốn là khách hàng có thể sử dụng nhiều những sản phẩm và dịch vụ của anh chị em mình đúng không? Cho nên cái việc upsell cũng là cách mà mình có thể giúp cho chính bản thân khách hàng có nhận được những sản phẩm chất lượng hơn. Hay thậm chí chính bản thân các bạn cũng sẽ được đánh giá cao đối với cái công việc của mình ở nhà thuốc, và thậm chí là cái phần tiền lương của các bạn cũng sẽ được tốt hơn. Đầu tiên để gây dựng sự uy tín cho nhà thuốc, vì khi mà nhà thuốc có uy tín thì cái việc mà khách hàng mua hàng họ sẽ đặt niềm tin tốt hơn, họ sẽ dễ dàng mà mua hàng của chúng ta hơn, cho nên chúng ta dễ dàng bán hàng hơn, chốt đơn hàng hơn. Vậy thì sau khi chúng ta xây dựng được uy tín, lòng tin đối với khách hàng của mình rồi, thì kết hợp vào đó là trong cái quá trình chúng ta bán hàng cho khách hàng thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái chiêu thức để upsell lên, thì từ đó cái doanh số của nhà thuốc của chúng ta mới tốt hơn được. Upsell ví dụ như là chúng ta bán hàng cho khách hàng muốn mua một hộp sản phẩm canxi chẳng hạn, là loại A. Chúng ta biết là khách hàng này là khách hàng quen, và khách hàng này thì thông thường đến mức giá mà khách hàng có thể là mua được nó có thể rơi vào tầm 250.000 cho đến 280.000 cho một hộp, tức là dưới 300.000. Thì lúc này chúng ta đưa ra một cái sản phẩm là canxi A có giá thành là dưới 300.000. Tuy nhiên thì chúng ta mong muốn là khách hàng mua một cái hộp canxi giá thành hơn 500.000 thay vì là mua hơn 300.000, thì cái giá trị đơn hàng cao. Và hai loại này đều là những cái hàng mà chúng ta có cái lợi nhuận cũng khá tốt. Nhưng nếu như hàng mà giá thành cao hơn thì thường cái phần trăm lợi nhuận chúng ta cũng sẽ cao hơn. Cho nên là cái mục tiêu là chúng ta muốn upsell lên cái sản phẩm canxi là loại B với cái giá thành là có thể là 580.000. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta phải có cái kỹ năng upsell. Thì thông thường một cái kỹ năng mà hàng hay sử dụng và cũng là cái kỹ năng đơn giản nhất, tất nhiên là có nhiều các kỹ năng để upsell, nhưng mà hàng lựa chọn ra một cái kỹ năng đơn giản nhất, cơ bản nhất và cũng dễ làm nhất, và những bạn nào mà mới ra trường mới đi làm thì các bạn vẫn có thể vận dụng được rất là nhanh, nó không quá phức tạp. Chúng ta có thể là đưa ra hai sản phẩm A giá thành là 280, sản phẩm B các bạn có thể đưa ra giá thành là 4, có thể lấy loại 480 hoặc 580 tùy nhà thuốc các bạn có loại nào nhá. Tức là cái loại B là loại có giá thành cao hơn. Sau đó thì khi anh chị em mình đưa hai sản phẩm này ra thì các bạn có thể tập trung tư vấn trước về cái sản phẩm A, nhưng các bạn không nên nói nó quá mỹ miều. Các bạn nên nói nó tốt, nó có công dụng mà này là nó có phù hợp với chị vì có thành phần này thành phần kia. Cái sản phẩm này thì nó dễ dùng, dễ uống. Ngoài ra trong này nó có thêm cái thành phần A, thành phần B, nó sẽ tốt cho trường hợp này, trường hợp kia, và chị cũng rất là phù hợp với các loại này. Tức là mình sẽ tư vấn trước về sản phẩm có giá trị thấp hơn, thật đó là sản phẩm A. Sau khi các bạn tư vấn xong và thấy khách hàng có vẻ như ta hài lòng nhá, chứ không phải là quá thích là chúng ta bị fail luôn đấy. Tức là chúng ta nên sử dụng cái ngôn từ làm sao để khách hàng thấy là cái sản phẩm này có vẻ là nó đã khá phù hợp với mình rồi. Thì ngay lập tức các bạn bắt đầu mới đưa khách hàng sang sự tập trung vào sản phẩm B. Mình sẽ nói là nhưng mà nếu mà chị muốn tốt hơn nữa ấy, chị muốn tốt hơn, chị muốn phù hợp hơn và có hiệu quả tốt hơn nữa ấy, thì cái sản chị nên dùng cái sản phẩm B này. Sau đó các bạn giải thích lý do tại sao. Nhưng tuy nhiên để áp dụng được cái lúc mà các bạn nói như vậy thì các bạn phải chắc chắn được là khách hàng cảm thấy cái sản phẩm B bắt đầu có cái khả năng là họ bắt đầu cảm thấy là cũng khá phù hợp rồi, họ bắt đầu cũng thấy hơi hơn rồi, thì mình bắt đầu mình mới chuyển sang sản phẩm B và mình nói là nhưng mà cái sản phẩm B này thì nó còn tốt hơn chị ạ, tốt hơn cả sản phẩm A, có khả năng bổ sung tốt hơn, hàm lượng canxi cao hơn nữa, và bổ sung có thể có cái hiệu quả hơn, chính vì hàm lượng cao nên có hiệu quả hơn, ngoài ra nó còn có thêm cái này cái kia mà cái loại bên trái này nó cũng không có. Thì đấy là cách mà nó giúp cho tăng cái mong muốn của khách hàng lên. Khách hàng đối với sản phẩm A thì khách hàng thấy là nó khá là phù hợp rồi, khách hàng bắt đầu có cái cảm giác là khá thích rồi. Nhưng mà đối với sản B thì nó còn hơn cả như vậy, thì bắt đầu nó đẩy cái mong đợi của khách hàng trên cả cái mong đợi giống như khách hàng đang nghĩ về sản phẩm A. Thì như vậy bắt đầu khách hàng sẽ có một cái hướng là sẽ khao khát muốn có sản phẩm B hơn. Vì bao giờ cái tâm lý của con người chúng ta
là cũng mong muốn cái gì nó tốt hơn so với cái mà mình đang thấy nó hơi tốt rồi. Chỉ có điều là về túi tiền thôi, tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng khi mà chúng ta đã làm được cái tâm lý tốt như vậy thì chúng ta sau đó chúng ta thuyết phục khách hàng sẽ rất là dễ dàng. Và khi mình nói như vậy thì khách hàng bắt đầu sẽ tập trung vào sản phẩm B. Thì lúc này mình sẽ tập trung, mình sẽ nói về những cái điểm có lợi của sản phẩm B. Và thậm chí có những cái điểm mà sản phẩm A nó không có. Nhưng mình không nên lấy quá nhiều những điểm mà sản phẩm B có, sản phẩm A không có nha. Vì khách hàng mới cảm nhận thấy là nó quá chênh lệch nhiều. Thì nhiều khi khách hàng lại quay trở lại mà khách hàng thấy mình không có tiền sản phẩm B. Khách hàng lại bảo là thế sản phẩm A nó không có cái này à em. Xong bắt đầu khách hàng lại thất vọng về sản phẩm A không được như kỳ vọng. Như họ muốn, như họ thích, như sản phẩm B là họ thích. Sản phẩm A thì nó chênh quá nhiều. Thì nhiều khi khách hàng sản phẩm B thì không với tới được. Sản phẩm A thì họ lại tự nhiên cảm nhận thấy là nó lại kém hơn nhiều. Thì cuối cùng khách hàng lại không được cả hai. Nên là lưu ý khi nói đến sản phẩm B, chúng ta nói về một số đặc điểm mà sản phẩm B có. Là sản phẩm giá trị cao có, nhưng sản phẩm giá trị thấp không có. Thì chúng ta lưu ý là lấy một vài điểm nhỏ thôi, một vài thôi, một hai thôi, chứ đừng lấy quá nhiều và nó sẽ làm phản tác dụng. Thì đấy là cách mà chúng ta upsell luôn ngay khi mà khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm.